Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin chính đáng chú ý sau đây. Ủy ban Hòa bình Việt Nam hội đàm với Ủy ban Hòa bình Đoàn kết Lào nhằm trao đổi tình hình kinh tế xã hội mỗi nước, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động hòa bình tại khu vực và quốc tế. Người Việt tại Hàn Quốc hân hoan đón mừng ngày lễ Giáng sinh và hưởng ứng các hoạt động quyên góp từ thiện hướng về quê hương. Thế hệ kiều bào trẻ Việt Nam ngày càng khẳng định tài năng và vị trí của mình tại nước sở tại. Trong tiểu mục Chân dung người Việt, hãy cùng chúng tôi gặp gỡ Trần Anh Khoa, một tài năng gốc Việt tại Đức. Thưa quý vị, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Xuân quê hương 2019. Chương trình dự kiến diễn ra vào thứ Bảy, ngày 26 tháng 1 năm 2019, tức ngày 21 tháng Chạp năm Mậu Tuất, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại diện các bộ ngành, thành phố Hà Nội cùng đông đảo kiều bào về nước đón Tết Nguyên đán sẽ tham dự chương trình. Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời đồng bào đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài đăng ký tham dự thông qua cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trước ngày 10 tháng 1 năm 2019 theo địa chỉ là 32 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc điện thoại 8424-3824-4400. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày 24 tháng 12, tại thủ đô Viên Chăn của Lào, Đoàn Ủy ban Hòa bình Việt Nam đã có buổi hội đàm với Đoàn Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào. Nội dung của buổi hội đàm xoay quanh kết quả hoạt động mà hai bên đã đạt được trong năm 2018, cũng như đề ra phương hướng hợp tác đa dạng, hiệu quả trong thời gian tới. Tại buổi hội đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam ông Phạm Văn Trương và Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào ông Ạn Lun Say Sủn Nà Lạt đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước, chia sẻ đánh giá, trao đổi kinh nghiệm hoạt động hòa bình tại khu vực và quốc tế. Trao đổi ý kiến về tình hình hoạt động và hợp tác của hai ủy ban trong thời gian qua, ông Phạm Văn Trương cho rằng hai ủy ban đã có những đóng góp tích cực cho tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam, Lào, cũng như đã tích cực tham gia nhiều hoạt động trong khuôn khổ Hội đồng Hòa bình Thế giới, Diễn đàn Nhân dân ASEAN, Diễn đàn Nhân dân Á-Âu. Về phần mình, ông Ạn Lun Say cũng đề nghị hai ủy ban cần tích cực chủ động hơn nữa để các hoạt động giao lưu, hợp tác, trao đổi ngày càng đa dạng, hiệu quả và thiết thực hơn. Cùng ngày, Đoàn Ủy ban Hòa bình Việt Nam cũng đã có buổi gặp mặt ông Sổm Phan Phiang Kham My, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào. Vừa qua, nhà nghiên cứu văn hóa Huế Phan Thuận An đã phát hiện thêm bộ châu bản gồm hai văn bản có giá trị chứng thực về mặt pháp lý việc thực thi chủ quyền liên tục của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Hai văn bản là các tờ châu bản được phát hiện tại phủ thờ công chúa Ngọc Sơn, con gái của vua Đồng Khánh và là cô ruột của vua Bảo Đại. Tờ châu bản thứ nhất được lập vào ngày 15 tháng 2 năm Bảo Đại thứ 13, tức năm 1939. Tổng lý ngự tiền văn phòng Phạm Quỳnh đã tấu lên vua Bảo Đại. Nội dung của tờ châu bản ghi, ngày 10 tháng 2 năm 1939, Tòa Khâm Sứ Trung Kỳ có đề nghị Nam Triều thưởng huy chương Long Tinh hạng 5 cho đơn vị lính khố xanh ở Trung Kỳ vì họ đã có công trong việc dẹp loạn Man Di ở miền núi và lập đồn phòng thủ ở Hoàng Sa. Tờ châu bản thứ hai ghi ngày 3 tháng 2 năm 1939, đính kèm văn bản bằng tiếng Pháp của Khâm Sứ Trung Kỳ trình lên Nam Triều. Theo các nhà nghiên cứu, cả hai tờ châu bản này đều có giá trị về mặt lịch sử, với ngày tháng cụ thể, nhân vật cụ thể, cho thấy trước khi chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra, thì chủ quyền của Việt Nam vẫn được khẳng định một cách rõ ràng trên vùng Biển Đông nói chung và Trường Sa, Hoàng Sa nói riêng. Vào tối ngày 24 tháng 12, cùng với các tín đồ Kitô giáo trên toàn thế giới, đông đảo giáo dân người Việt tại Changwon, tỉnh Kiêng Nam, Sando, Hàn Quốc đã hân hoan đón mừng ngày lễ Giáng sinh. Dù ở xa tổ quốc, nhưng bà con giáo dân người Việt đã tới nhà thờ để tham dự thánh lễ mừng Thiên Chúa Giêsu Kitô Giáng sinh cách đây hơn 2.000 năm. Gần 1.000 bà con giáo dân người Việt đã tới tham dự thánh lễ. Họ là những lao động, du học sinh và phụ nữ di trú kết hôn người Việt đang sinh sống, lao động và học tập tại khu vực Changwon, Kimhae, Masan. Buổi lễ được cử hành bởi các linh mục bản xứ. Bà con ai nấy đều hân hoan bởi đối với người Công giáo được tham gia thánh lễ giúp họ nuôi dưỡng đức tin vào Thiên Chúa. Trong ngày lễ Giáng sinh,
cộng đồng tín đồ Công giáo Việt Nam đã đón nhận thông điệp về hòa bình, tình yêu thương từ Đức Giáo Hoàng tới toàn thể nhân loại. Mọi người đều hướng tới sẻ chia với những người cô đơn, già yếu và bệnh tật. Ngoài tham dự thánh lễ, các thành viên trong cộng đoàn giáo dân đã biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc, đem lại niềm vui cho tất cả mọi người. Mình cảm thấy rất là ấm áp, rất là vui sướng và hạnh phúc khi không gần với gia đình nhưng được đón Giáng sinh với tất cả anh em đồng quê hương. Đó là một niềm vui với mình. Và mình cũng xin chúc tất cả mọi người một mùa Giáng sinh an lành, thánh đức và gặp được nhiều hồng ân của Thiên Chúa hài đồng, và công việc của mọi người đều thuận lợi trong năm mới này. Đặc biệt trong niềm hân hoan mừng Thiên Chúa Giáng sinh, cộng đoàn giáo dân người Việt còn nhiệt tình tham gia quyên góp tiền để ủng hộ các trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa tại Việt Nam. Đây là những tình cảm chân thành của bà con từ đất nước Hàn Quốc hướng về Tổ quốc thân yêu. Vừa qua tại nhà văn hóa quận Lichtenberg, thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, môn phái Nam Hồng Sơn tại Berlin đã cùng nhau đón Giáng sinh và năm mới. Đến tham dự cùng các thầy và trò còn có đông đảo bà con người Việt đang sinh sống tại địa bàn và hơn 100 võ sinh thuộc môn phái. Từ năm 2009, Võ đường Thành Luân thuộc môn phái Nam Hồng Sơn tại Berlin đã đào tạo được trên 1.000 môn sinh với mọi lứa tuổi, quốc tịch. Đến nay, lượng môn sinh nước ngoài chiếm khoảng 30% trên tổng số môn sinh. Tiêu chí hoạt động của Võ đường là mang đến cho cộng đồng người Việt tại Đức nói riêng và những người Đức và người nước ngoài tại Đức một nơi rèn luyện và học tập võ đạo cổ truyền dân tộc Việt Nam. Tại đây, các môn sinh đều có cơ hội được tiếp thu những tinh hoa võ thuật được đúc kết từ hơn 100 năm trước, đặc biệt là tinh thần thượng võ, đoàn kết của Việt Nam. Nếu quý vị chọn đón năm mới 2019 tại đô thị cổ Hội An của tỉnh Quảng Nam, thì sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng một khung cảnh rực rỡ sắc màu. Đó là 3.000 chiếc đèn lồng, 50 chiếc khinh khí cầu và một đêm pháo hoa sẽ thắp sáng góc trời di sản. Sự kiện sẽ diễn ra tại công viên ấn tượng Hội An vào tối ngày 31 tháng 12. Đây là lần đầu tiên Hội An tổ chức sự kiện này, vừa để chào mừng năm mới, vừa để kỷ niệm 20 năm UNESCO công nhận đô thị cổ Hội An là di sản văn hóa thế giới. Tác phẩm văn học nổi tiếng của cố nhà văn Tô Hoài, Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, sẽ được chuyển thể thành nhạc kịch và công diễn tại nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 29 tháng 12 tới đây. Nhạc kịch Dế Mèn Phiêu Lưu Ký có lẽ là tác phẩm đầu tiên tại Việt Nam được viết theo phong cách âm nhạc musical Broadway. Đây là một loại hình sân khấu mới kết hợp mọi kỹ xảo nghệ thuật thị giác của sân khấu hiện đại với nghệ thuật nhạc kịch được phổ thông hóa, kết hợp với nhiều loại âm nhạc như pop hay rock. Dế Mèn Phiêu Lưu Ký là tác phẩm văn xuôi của cố nhà văn Tô Hoài, viết về loài vật dành cho lứa tuổi thiếu nhi với nhiều thế hệ bạn đọc Việt Nam. Đây cũng là tác phẩm văn học giàu tính nhân văn, có sức hấp dẫn bởi những cuộc phiêu lưu kỳ thú của thế giới tưởng tượng đầy màu sắc. Cùng với sự phát triển lớn mạnh của cộng đồng người Việt trên khắp thế giới, thế hệ kiều bào trẻ cũng đang ngày càng khẳng định được tài năng và vị trí của mình trong xã hội của nước sở tại. Trong tiểu mục Chân dung người Việt tuần này, chúng ta hãy cùng gặp gỡ với bạn trẻ Trần Anh Khoa, một tài năng gốc Việt tại Đức. Những buổi nhạc kịch sôi động như thế này đã trở thành chương trình không thể thiếu trong những ngày hội, những dịp lễ lớn của người dân thành phố Wismar, Cộng hòa Liên bang Đức. Điều đặc biệt là biên đạo của chương trình lại là một thiếu niên gốc Việt còn rất trẻ, Trần Anh Khoa. 70 đứa, bạn Đức của con viết cái kịch này, với con làm cái nhạc, tập với mấy đứa cái nhạc đó, hát xong rồi nhảy. Cái mục đích là Noel cho người ta hạnh phúc, không có được một mình, lúc nào phải yêu nhau. Anh Khoa đã trở thành một đạo diễn trẻ. Ở anh Khoa, chúng ta có thể thấy những cá tính của người biết làm nghệ thuật. Cậu ấy biết khai thác từ các bạn trẻ, quán xuyến việc tập luyện. Và đặc biệt, anh Khoa đã nhận được rất nhiều tình cảm và lòng ngưỡng mộ của các bạn. Trần Anh Khoa sinh ra trong một gia đình thuần Việt tại thành phố Wismar, Cộng hòa Liên bang Đức, và hiện đang học lớp 11 tại trường chuyên của thành phố.
Ngay từ khi 8 tuổi, năng khiếu của Khoa đã được bộc lộ qua các sự kiện văn hóa của cộng đồng người Việt tại Wismar và cậu luôn nhận được sự ủng hộ từ cha mẹ mình để phát triển năng khiếu của bản thân. Gia đình chúng tôi đã hết lòng tạo điều kiện cho cháu để cho cháu phát triển một cách tự nhiên. Và đặc biệt là cháu cũng được trao dồi rất là nhiều kiến thức về nhạc, cũng như là về hát, về kịch. Ngoài ra cháu còn tham gia những công tác văn hóa cộng đồng của người Việt, đi hát ở những khi vào dịp lễ hội. Và mẹ, cháu ủng hộ quá nhiều, lúc nào cũng giúp, ở đâu giúp được thì giúp từ đó. Với mấy bạn của con thì cũng ủng hộ nhiều lắm, muốn con theo ước mơ của con. Không chỉ tập trung phát triển năng khiếu cho riêng mình, năm 2016, anh Khoa đã thường xuyên tập hợp các bạn có cùng sở thích, tham gia luyện tập, chơi nhạc, nhảy, đóng và viết kịch. Từ đó dần hình thành nên một nhóm nghệ sĩ không chuyên. Và các sự kiện do các cháu tổ chức đều nhận được sự ủng hộ của nhà trường và các tổ chức đoàn thể tại địa phương. Nước Đức có thể đào tạo ra những nhân tài trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng ở đây, anh Khoa đã tự mình phát huy tài năng của mình. Hơn hết, cậu ấy đã tập hợp các bạn trẻ và thông qua các hoạt động nghệ thuật của mình đã làm nên những điều tuyệt vời cho giới trẻ của thành phố Wismar, một chàng trai rất tuyệt vời. Trong hai năm 2016-2017, anh Khoa đã tổ chức thành công hai live show ca nhạc tại nhà hát thành phố Wismar, thu hút hàng chục ngàn khán giả mua vé theo dõi trực tiếp. Một phần tiền bán vé trong các chương trình live show cũng đã được dành cho các hoạt động từ thiện của nhóm triển khai tại Đức và Việt Nam. Với những thành công của mình, Trần Anh Khoa đã góp phần khẳng định và nâng tầm vị thế của cộng đồng người Việt khi hội nhập với đất nước sở tại. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt Bốn Phương của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị có thể xem lại các chương trình của Ban Truyền hình Đối ngoại trên website vtv4.vn hoặc trên kênh YouTube VTV4Go. Xin kính chào và hẹn gặp lại!